Nhật ký từ 25 đến 28 tháng 4 năm 2021. Hoa đẹp mỗi ngày, du ký, ngắm và chụp ảnh hoa. Chào cả nhà, mọi người có khỏe không? Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc. Đây loạt video mới của kênh Lover 1040 với chủ để du ký, ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Video cập nhật du ký chung từ ngày 25 tới 28 tháng 4 năm 2021. Mỗi ngày mình sẽ đi khắp nơi, không định trước là đi nơi nào, đi gần hay xa. Nhưng theo bước chân đến mỗi nơi thuộc tiểu bang Cali, mình sẽ tìm xem, ngắm và chụp lại những bức ảnh hoa đẹp và cả những đoạn clip ngắn xen kẽ. Video này rất bình thường, chủ yếu là du ký. Điều chính yếu là mình muốn chụp và ghi hình ảnh những khoảnh khắc đẹp lung linh và huyền ảo của các loài hoa. Cho dù chúng là những loài hoa nổi tiếng nhiều người biết đến hay chỉ là những cánh hoa dại ven đường, hay nó chỉ nằm ở những góc phố, con đường nhỏ. Mấy hôm rồi ở Mỹ người ta đang nói nhiều về chuyện vaccine. Trong bài phát biểu đầu tiên ở Quốc hội Mỹ sau gần 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Biden mới đây tuyên bố đẩy mạnh chương trình sản xuất vaccine cho kế hoạch tiêm chủng trong nước và hỗ trợ các nước khác trên thế giới. Ông đã nói khi nguồn cung vaccine của chúng ta phát triển, đáp ứng được nhu cầu trong nước, chúng ta sẽ trở thành kho vaccine toàn cầu, giống như Mỹ từng là cái nôi của nền dân chủ trong Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, Tổng thống Biden nói rằng kế hoạch này chỉ được thực hiện khi toàn bộ công dân Mỹ đã được tiếp cận với vaccine. Nguồn cung vaccine của Mỹ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Mọi người trên 16 tuổi đều có thể tiêm vaccine ở tất cả tiểu bang. Những việc làm gần đây của Mỹ như vào tháng trước, Nhà Trắng đã gửi 4 triệu liều vaccine đến Canada và Mexico. Hôm 26 tháng 4, Nhà Trắng cho biết đang lên kế hoạch tài trợ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca cho một số quốc gia, nhưng việc này sẽ mất vài tuần để chuẩn bị cho công tác vận chuyển. Tổng thống Biden ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã nói nỗ lực vượt qua đại dịch là giai đoạn chứng minh nền dân chủ Mỹ vẫn hoạt động hiệu quả và chính phủ dần giành lại được niềm tin của người dân. Việc Mỹ đẩy mạnh sự trợ giúp vaccine cho các nước cho thấy con người luôn phải đoàn kết và hỗ trợ nhau để sinh tồn thay vì gây chiến tranh hủy diệt lẫn nhau. Nói lan man qua chuyện thời sự chút ít, các bạn đừng cười là thô thiển. Giờ tiếp tục quay lại với hành trình đi ngắm và chụp hình hoa đẹp cùng mình nha. Các bạn có đồng ý với mình là ngay cả những cánh hoa dại cũng ra sức điểm tô cho cuộc đời hay không? Hãy sống như loài hoa dại, một mình nhưng kiêu sa và xinh đẹp. Mình rất thích với ý kiến này. Trong video này, các loài hoa mình chụp được có thêm nhiều loài hoa lạ mắt lẫn những hoa từng chụp, nhưng nay được chụp trong những khung cảnh khác cho thấy những góc nhìn mới và đẹp hơn. Hoa luôn đẹp và tỏa hương sắc quyền rũ, làm say đắm lòng người thưởng lãm. Mình làm loạt video này là xuất phát từ những suy nghĩ là hoa đẹp luôn làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho sân vườn thêm đẹp hơn, mát mẻ hơn. Hơn thế nữa, hoa còn giúp làm trong sạch không khí. Mặt khác, khi trồng và chăm sóc cây cảnh cũng như cắm hoa trang trí cho nhà cửa hay sân vườn, chúng sẽ luôn đem lại niềm vui và sự thư giãn cho con người sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi và cả những bận rộn lo toan luôn tạo áp lực lên cuộc sống. Đây là video tiếp theo được thực hiện trong loạt video du ký, ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Mời các bạn cùng xem hình ảnh của những cánh hoa đẹp mà mình đã chụp được trong chuyến du ký trong ngày này. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ trong nhạc nền thật thú vị và hấp dẫn nha!